Xin chào, các anh đã quay trở lại với kênh YouTube của Ambe. Thì hôm nay em sẽ làm video giới thiệu tới các anh một món quà tặng. Mà món quà này chắc chắn sẽ rất là thích hợp đối với những anh cũng như các cánh đàn ông. Và đặc biệt hơn thì các chị cũng có thể mình làm quà tặng được. Bởi vì là đối với những anh, đặc biệt là các anh yêu tôi thì chắc chắn là sẽ rất là cần luôn. Bởi vì hôm nay em sẽ giới thiệu tới các anh một món phụ kiện, đó là chiếc móc khóa các anh ạ. Nó chỉ không dừng lại ở việc như là để móc khóa trang trí cho đẹp hay là để phân chia những chiếc khóa khác nhau, mà nó có một thêm dụng cụ khác nữa, đó là đục xì gà các anh ạ. Đây là một điểm đặc biệt và cũng như là một điểm rất là ưu việt đối với chiếc móc khóa hôm nay em muốn giới thiệu. Và với mẫu móc khóa hôm nay em muốn giới thiệu tới các anh thì nó có mã hàng là BCK2505 và mã sản phẩm thì em có để bên trên góc trái màn hình canh nhé. Và khi đặt hàng thì vui lòng các anh đọc đúng mã sản phẩm giúp em thôi, để tránh tình trạng là nhầm lẫn xảy ra không đáng có các anh nhé. Và đầu tiên thì mở ra thì đầu tiên thì sẽ có một thẻ hãng của chiếc móc khóa này. Chiếc móc khóa này đến từ một thương hiệu của Onet canh nhé. Ngoài các những chiếc bật lửa ra thì Onet cũng sản xuất ra nhiều các những cái phụ kiện cũng như là dụng cụ khác nhau rất là đặc biệt và ấn tượng. Và đây chính là chiếc móc khóa mà hôm nay em muốn giới thiệu, tên thương hiệu Onet đây, và được thiết kế trong một chiếc hộp khá là sang trọng, khá là đặc biệt đúng không ạ? Thì các chị mình hoàn toàn có thể là mình làm một món quà tặng rất là hợp lý luôn đấy ạ. Cũng tương tự như là các chiếc móc khóa bình thường khác thôi, nhưng mà bởi vì với chiếc móc khóa này đến từ thương hiệu Onet nên nó sẽ được làm theo kiểu cách là tỉ mỉ và chắc chắn hơn rất là nhiều. Chất liệu thì được làm bằng từ kim loại các anh nhé, nên là tạo cảm giác rất là chắc chắn, và khi mà các anh cầm chìa khóa lên thì nó cũng sẽ cho cảm giác là nặng và không lo rằng là mình chẳng may là bị rơi mất các anh ạ. Và với chiếc móc khóa BCK2505 hiện em đang cầm trên tay này thì ở trên em đang cầm là màu vàng, ngoài ra thì có màu bạc và màu xám canh nhé, có rất là nhiều màu sắc khác để cho canh lựa chọn, cũng như là canh phù hợp với phong thủy màu nào thì canh lựa chọn vào màu đó, rất là thích hợp. Và thương hiệu Onet thì được in trên chân chiếc móc khóa này đây thì rất là đẹp đúng không ạ, đó, và rất là nhạy cũng như là rất là dễ dàng để các anh có thể sử dụng chiếc móc khóa. Canh có thể nhìn từ thiết kế được thiết kế theo kiểu dáng rất là nam tính, rất là mạnh mẽ luôn đúng không ạ? Cực kỳ là thích hợp đối với các anh mình hay có những chìa khóa cũng như là các anh đi ô tô thì cực kỳ là sang luôn đó. Và các chị cũng có thể là mình làm một món quà tặng nho nhỏ để dành tặng cho những anh nhà, thực sự là rất là ý nghĩa, cũng như là các anh nhà cũng sẽ cảm thấy rằng là rất là tâm lý khi mà các chị là tặng những món quà tặng như móc khóa đấy ạ. Và đặc biệt hơn thì ở chiếc móc khóa này thì còn có đục xì gà canh nhé. Thì đục xì gà thì đây thì các anh sử dụng là mình sẽ gạt sang một bên, tương tự như những chiếc bật lửa mà em đã giới thiệu thì thiết kế cũng như là cách sử dụng đục xì gà thì vô cùng dễ dàng thôi, nó cũng tương tự như nhau, nhưng mà đặc biệt hơn chiếc móc khóa này thì có kèm thêm vào đục xì gà rất là đặc biệt. Đặc biệt hơn thì rất là ý nghĩa cũng như là rất là tiện đối với những anh nào mình hay hút xì gà đó, thì có phải là rất là ý nghĩa luôn đúng không ạ? Và với chiếc móc khóa BCK2505 này thì đối với những anh nào mình kết sản phẩm này thì có thể liên hệ tới các số đang hiển thị trên màn hình để đặt hàng các anh nhé, đó là cách nhanh nhất cho các anh. Và ngoài ra thì đối với những anh nào mình có thắc mắc cũng như là cần tư vấn gì thêm về sản phẩm thì các anh có thể để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video này nhé. Và xin cảm ơn các anh đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh trong những video lần sau.